hai câu: cải cách HK theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh, nhắc đến loại hình nghệ thuật nào? Ca chủ: chèo, tuồng hay là cải lương? Xin mời bạn. Tôi thấy là trong cái câu này thì có cái chữ tuồng ạ. Có chữ tuồng, vâng. Nhưng mà tôi nghĩ là câu 10 không thể đơn giản như thế được ạ. Phương án này thì vừa có là HK. HK, có HK. Có tuồng. Có tuồng. Có chữ lương nữa. Có chữ lương, vâng. Tôi xin được dùng quyền trợ giúp, vâng. Tiếp theo. Vâng. Đó là hỏi ý kiến bạn đi chơi cùng ạ. Vâng. Tôi xin mời bạn Hưng xuống đây ạ. Xin mời bạn. Lương truyền tuồng tích sánh văn minh, nó phải một cái loại sánh được văn minh, là nó phải mới tí. Nhưng mà tóm lại cái này tôi cũng không rõ lắm. À, cái này Hưng không rõ à? Không, cũng không rõ lắm, vâng. Mốc số 10 là mốc rất quan trọng ạ. Vì vậy là tôi xin chọn quyền trợ giúp cuối cùng ạ. Đó là gọi điện thoại cho người thân. Gọi điện thoại người thân. Bạn sẽ gọi điện cho ai? Tôi sẽ điện thoại cho anh Lê Thanh Tùng. Lê Thanh Tùng, vâng ạ. Vậy thì xin mời bạn Hưng quay trở lại khán đài. Chúng tôi xin phép được kết nối điện thoại với lại bạn Tùng ạ. Alo ạ. Alo, xin chào bạn Tùng ạ. Dạ vâng, chào anh Đi Tiến Dũng ạ. Vâng ạ, bạn đã biết tôi rồi thì tôi không cần phải giới thiệu nữa. Tôi đang ngồi với bạn Quân và bạn Quân đang gặp một chút khó khăn, muốn nhờ tới bạn Tùng sẵn sàng chứ ạ? Dạ, em đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ, hai bạn sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, bắt đầu. Tùng ơi, bắt đầu. Loại hình nghệ thuật, cải cách HK theo tiến bộ, lương. Loại hình nghệ thuật, cải cách HK theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh, loại nào? Ca chủ, cải cách, chèo. Cải lương. Cải lương. Cải cách HK theo tiến bộ, lương truyền tuồng tích sánh văn minh. Cải lương. Cải lương. Cải cách. Cải lương. Cải lương. Cảm ơn nhá. Vâng. Rồi. Sau khi mà dùng hai quyền trợ giúp thì tôi chọn phương án D, phương án cải lương là phương án cuối cùng của tôi ạ. D, cải lương. Và cải lương là phương án chính xác, xin chúc mừng bạn.